Loạt giang hồ mạng phản cảm chợ búa trên YouTube giờ ra sao? Sau một thời gian ngắn thì cơ quan chức năng Việt Nam hợp tác cùng với YouTube làm sạch nội dung xấu mạng xã hội này đã có nhiều thay đổi. Trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây thì trào lưu giang hồ nổi lên trên mạng xã hội YouTube nhờ những video thóa mạ, nói tục, chửi thề, hăm dọa, thị uy lẫn nhau, tạo thành mảng nội dung xấu, kích động bạo lực ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều đối tượng người xem, đặc biệt là giới trẻ. Và đây thậm chí còn là nguy cơ tiềm ẩn của nhiều thể loại tội phạm, manh nha đe dọa tới an toàn xã hội. Chính vì vậy, sau khi mảng nội dung này trở nên phổ biến thì các cơ quan chức năng mà đại diện là Bộ Thông tin và Truyền thông đã có những hành động quyết liệt, cụ thể qua việc tổng hợp thông tin về những đối tượng giang hồ mạng và yêu cầu phía YouTube xử lý. Điều này được dư luận và cộng đồng mạng đánh giá là hành động tích cực, góp phần làm sạch YouTube nói riêng và Internet nói chung khi xóa bỏ những nội dung xấu, không mang tính giáo dục, gây ảnh hưởng xấu tới người dùng trẻ. Điểm mốc đáng ghi nhận nhất cho tới thời điểm hiện tại chính là việc YouTube đã khóa kênh của giang hồ mạng khá bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, 26 tuổi, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Dù còn khá trẻ nhưng đối tượng này lại nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người dùng, lên tới 600.000 lượt theo dõi trên Facebook, gần 2 triệu lượt đăng ký trên YouTube. Những nội dung đăng tải trên kênh của Khá Bảnh đa phần là những clip liên quan tới các cuộc ăn chơi thác loạn, khoe tiền, bay lắc và múa điệu xòe quạt. Ngoài ra thì các clip của Khá về đạo nghĩa giang hồ, tình anh em xã hội hay những hình ảnh thanh toán lẫn nhau kèm với nhiều lời lẽ thô tục, phản cảm cũng thu về hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, con đường của thần tượng giới trẻ cuối cùng cũng kết thúc vào ngày 1 tháng 4, khi Ngô Bá Khá bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ khẩn cấp sau khi phát hiện có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, thì cơ quan chức năng còn xác định đối tượng này liên quan đến tội phạm ma túy. Khi bị bắt, thì công an xét nghiệm nhanh mẫu nước tiểu của Khá và kết quả dương tính với ma túy. Sau khi bị bắt giữ, thì kênh YouTube với hơn 2 triệu lượt người theo dõi của giang hồ mạng này đã bị xóa sổ. Cùng với đó, thì Khá Bảnh có nguy cơ phải đối mặt với bản án là 17 năm tù dành cho hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau Khá Bảnh là một cái tên khá quen thuộc trong cộng đồng mạng, đó là Dương Minh Tuyền, cũng trú tại Bắc Ninh. Trước khi lập kênh YouTube thì gã giang hồ mạng này được cộng đồng mạng phong cho danh xưng là Thánh Chửi nhờ các clip nói về các vấn đề nổi cộm trong xã hội bằng ngôn từ tục tiểu được Dương Minh Tuyền đăng tải trên Facebook. Sau khi vừa nổi tiếng cách đây 3 năm thì Dương Minh Tuyền đã lãnh án 32 tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Vừa ra tù thì nhân vật này vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục ra mắt thêm nhiều video với nội dung bạo lực tục tiểu và lập hẳn kênh YouTube. Tuy nhiên, trong đợt truy quét nội dung xấu tại Việt Nam thì Dương Minh Tuyền đã bị xóa kênh. Không lâu sau đó thì giang hồ mạng này vẫn tiếp tục hoạt động YouTube khi lập kênh mới và nhanh chóng thu hút hơn 600.000 lượt theo dõi. Và cho tới ngày 4 tháng 10 vừa qua thì kênh YouTube của Dương Minh Tuyền một lần nữa bị khóa kênh vì lý do tài khoản này đã bị chấm dứt do vi phạm nhiều lần hoặc là vi phạm nghiêm trọng chính sách của YouTube về bạo lực. Quang Rambo dù không phải là cái tên quá nổi bật trên YouTube, nhưng đây lại là một đàn anh khá thân thiết với Khá Bảnh. Ngoài mối quan hệ kể trên thì Quang Rambo còn được biết đến qua những video khuếch trương tranh thế, thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Băng nhóm này có hoạt động bảo kê cho vay lãi và đòi nợ thuê. Tuy nhiên thì nhiều người lên án những video quay cảnh ăn chơi của Quang Rambo gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ học sinh sinh viên. Dù hoạt động một cách khá kín kẽ, nhưng cuối cùng sau một thời gian dài thì Quang Rambo đã xa lưới pháp luật khi bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 8 vì hành vi cưỡng đoạt tài sản. Sau Quang Rambo thì một giang hồ khác mới đây cũng bị biến mất trên mạng xã hội là Huấn Hoa Hồng, tức là Bùi Xuân Huấn, sinh năm 1984, quê ở Yên Bái. Nhân vật này được gọi mọi người biết đến từ năm 2015 nhờ vào những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của và trở thành một hiện tượng mạng. Trên mạng xã hội và YouTube của Huấn Hoa Hồng đã thu hút một lượng lớn khoảng gần 350.000 người theo dõi. Thông tin Huấn Hoa Hồng bị Công an TP.HCM đưa vào trại cai nghiện hồi đầu tháng 9 vừa qua khiến cho mạng xã hội xôn xao. Và cuối cùng thì sau nhiều năm nhẫn nhơ, gã giang hồ đã tạm thời phải gác kiếm và khóa toàn bộ các tài khoản cá nhân. Ngoài những cái tên đình đám đã xa lưới pháp luật hay bị khóa kênh YouTube thì vẫn còn một số giang hồ mạng chưa bị cơ quan chức năng sờ gáy. Tuy nhiên, những động thái mạnh tay của pháp luật và đơn vị chủ quản YouTube trong thời gian qua cũng
khiến cho những kênh có nội dung bạo lực như là Phú Lê hay là Dũng Trọc phải thay đổi. Như YouTube của Phú Lê, kênh mới nhận được nút vàng của YouTube vài ngày gần đây nhờ có lượng theo dõi cán mốc 1 triệu. Thay vì đăng đủ loạt clip xã hội đen như trước thì hiện đã có sự thay máu, gần như hoàn toàn khi thay ảnh đại diện là hình ảnh vợ chồng của Phú Lê mặc đồ sang trọng, còn có cả ảnh của Phú Lê ôm thú cưng. Nội dung các clip cũng toàn những MV ca nhạc tuyển tập những bài hát hay nhất rồi hé lộ về bộ phim sắp ra mắt của nhân vật này. Tương tự thì kênh YouTube của Dũng Trọc hiện chỉ còn các clip đi làm từ thiện ở Hà Giang, Hà Nam, Tuyên Quang hay là clip vào bếp giúp vợ nấu ăn. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.